Đây là sóc bắt ở rừng hả anh? Hay đúng, bắt ở rừng anh. Đấy, để sao không cho vào chậu để bán à? Còn lại cho thế này ạ? Đi qua là bó vào mặt chậu đi. À đây. Tức là cái cây này là nó sẽ có 7 cái lá, tuy nhiên là nó chỉ có một cái hoa thôi nhá mọi người nhá. Cô là người dân tộc gì đấy ạ? Dân tộc Lự. Hả? Dân tộc Lự. À, dân tộc Lự à? Cái này bắt ở suối phải không ạ? Bắt suối. À, con này có vẻ ngon đấy nhỉ? Con này cũng bắt suối. Con này là con ngao, con nghêu à? Hay là con hến? À vâng vâng, con hến. Cây cây gì đấy cô? Cây bổ máu. À bổ máu à? Đây có một chú chó lông xù này. Chúng ta lại gặp lại cái bác làm bánh cuốn theo cái cách truyền thống này rồi các bạn ạ. Bánh này sáng nay mới đủ mà. À thế ạ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Tôi Người Vùng Cao của mình. Hôm nay thì mình đang có mặt tại thành phố Lai Châu mọi người ạ. Lần quay trở lại Lai Châu này thì mình có ghé qua cái chợ phiên San Thàng một lần nữa để xem là chợ phiên San Thàng đợt này đi thì nó có những cái mặt hàng gì bán và nó có cái gì khác biệt mọi người nhé. Thì ngay từ sáng nay mình đi vào chợ thì ở phía bên ngoài chợ họ đã bán rất là nhiều cái mặt hàng cũng khá là thú vị và khác biệt so với lại lần trước mình đến các bạn. Cái bãi xe thì có thể nói là một cái nơi rất là rộng luôn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng với Thành Vinh đi trải nghiệm cái chợ phiên San Thàng đợt này nhé. Chiếc mâm của người dân tộc ở trên này các bạn ạ. Những chiếc mâm này được hoàn thiện rất là đẹp luôn này, bằng tre nứa này. Đây là ghế mây của bà con người dân tộc Dao làm. Những cái ghế này là bao tiền một cái ạ? 100 à? 100 ngàn một cái ghế mây này. Rất là nhiều ghế mây các bạn nhé. Mọi người có thể mua về để ngồi kiểu như là ngồi chém gió hay là ngồi uống nước ở trong nhà. Đây là bà con người Dao ở trên khu vực Tam Đường, Lai Châu nhé mọi người nhé. Khu vực Tam Đường cũng như là cái xã San Thàng này. Đây là sóc bắt ở rừng hả anh? Hay là bắt ở rừng hả anh? Nó sợ người biết nhỉ? Bãi bên nó sợ anh. Bao tiền con nhỉ? Con 200. Con 200 à, chui vào trong này. Nó có 6 con nhưng mà nó thường chui vào trong này, còn 2 con nữa. À được. Ta chào anh nhá.
Ấy, để sao ông cho vào chậu để bán à? Con này cho thế này ạ? Đi qua là không bó vào mặt chậu đi. À đây. Không bó mang chậu đi. Mỗi con là bao tiền ạ? Cái này là 1 cân 150. À đây à, bán theo cân này. Này anh bắt ở ruộng hay là tự nuôi đâu? Bắt ở ruộng nhưng mà chỗ nào cũng khe có nước thì có mà. À đây à. Rồi rồi, cảm ơn anh nhá, chúc anh bán đắt hàng nhá. Sữa nếp cẩm ạ. À, cái này nếu mà có sữa chua nữa là ngon đấy nhỉ. Sữa chua pha vào ấy. Đây, bác này bác ấy bán cái rau cải này. Cái rau cải này trông cũng rất là ngon này. Quả su su nhỏ nhỏ này. Hạt giống rau này. À, đây là cái dây mây mà bà con người ta lấy ở trên rừng về các bạn nhé. Cái dây mây này là để mang về để làm những cái chiếc ghế mây ấy. Đây cũng là một cái cuộn dây mây to này. Đây bác này bác ấy bán cái rễ thuốc cái rễ gì này? Rễ thuốc. À vâng. Thuốc gì đấy ạ? Thuốc là tên là mật gấu. Dạ. Cây mật gấu. À mật gấu à? Mật gấu dân trồng. À để bổ đúng không? Cái này nó bổ hơn cái loại mật gấu rừng kia nhiều. À được. Ở đây là cây thất diệp nhất chi hoa, hay còn gọi là cây tam thất rừng. Cái này là chữa bệnh hay là làm gì nhỉ? Chữa bệnh. À thế à? Bên Lai Châu này có vẻ có nhiều đấy nhỉ? Bây giờ hiếm lắm anh ạ. À thế à? Phải trồng đúng không? Một cây bao tiền anh? Cái này em bán tất chỗ này 1 triệu mấy cây này. Ba cây này to lắm, ba cây này gần được 1 cân rồi. Ba cây này 1 triệu nhá mọi người nhá. Của chị này nữa. Cái khu vực này thì bán hoa quả rất là nhiều mọi người ạ. Hoa quả cũng như là rau sạch nữa. Đây là những cái túi ba kích trắng này. À thế à? Cứ tưởng ba kích trắng, đây trắng mà. Cái đời tím, đời trắng mà. À, pha lẫn nhau à? Lẫn nhau nè. Đây cũng là một cái loại thảo dược gì nữa này. 20 cân 3 triệu. Cái gì mà đắt thế hả chị? Tam thất hoang. Tam thất hoang á? Ờ. Đây à? Cái này cũng chưa. Cái này tam thất hoang, cái này tam thất lang. À. Cái này trồng đấy chứ. Tam thất hoang mọi người. Cái này em còn chưa nhìn thấy bao giờ ấy chị. Không phải đâu. Không phải đâu. Cái này là tam thất bắc này mọi người này. Tam thất bắc. Người này xem là. Cái này gọi là tam thất trồng. Ừ, vâng, cái này được khoảng 1, 2, 3 năm à? Không phải đâu, nhiều năm lắm đấy. À được. Nhiều năm mà. Cái này là tính đây đây là nhiều năm rồi. Còn cái này là một mắt 1 năm. À được. Bên này đang là một cái hàng hoa quả rất là lớn và thu hút được rất là nhiều bà con này. Ngay chỗ này thì lại có rất là nhiều cái tam thất bắc, tam thất tươi đấy. Củ phải nói là củ siêu to luôn. Là chào bác nhá. Cái đá mài dao này của bác là bao tiền một cục đấy ạ? 40.000 hả? Một cục đá mài dao này họ cắt ra thành từng miếng vuông này luôn này. Rất là dễ sử dụng. Thế bác cũng bán dao rất là nhiều này. Cái này là những cái dao đi rừng, dao mèo đây. Bên này là có chị gái này bán rất là nhiều tôm cá nhé mọi người nhé. Ở đây có những cái con nhộng tằm này. Cá này. Tôm tép rất là nhiều. Dạ vâng, chào chị ạ. Đây là giống rau này. Giống rau rất là nhiều. Mấy chục cây, 5-6 chục cây đã hết chưa? Bây giờ bà con ở trong chợ rất là đông này mọi người này. Trong này chủ yếu là bán rau này. Rồi là bán những cái loại thuốc nhuộm. Và một số cái loại gạo. Ở bên này thì là một cái khuôn viên là bán thịt lợn, thịt bò cũng như là thịt trâu. Và phía bên trong kia còn có một khu vực của người Mông nữa, bán quần áo người Mông nữa. Ở ngoài này thì các bác này bán các cái loại giống rau các bạn ạ. Đó. Đi sâu vào tít trong kia thì là khu vực chợ đêm cũng như là chợ ăn uống. Các chị em người dân tộc Giấy bán các cái loại bánh đặc sản của quê hương mình. Dạ vâng.
bánh này, bánh bánh mật đây. Dạ vâng. À, chào cô nhá. Cô là người dân tộc gì đấy ạ? Dân tộc Lự. À, dân tộc Lự à? Lần đầu tiên thấy có người dân tộc Lự mọi người ạ. Đây, trang phục của người dân tộc Lự đây này. Ở đây có món ốc. Ốc này là cái loại ốc bắt ở suối hay sao ấy? Nó nhọn nhọn này mọi người này. Ốc này ngon hơn cái loại ốc vặn bình thường kia. Có tươi hơn không? Cả chị này cũng bán này. Chị này là người dân tộc Lự ạ. À. Đây là một cái khu vực bán giống gà, giống ngan và giống vịt. Gà đông tảo đấy. Rất là đông đúc luôn. Đi sang bên này thì là những cái con ngan, con vịt lớn hơn. Những cái con để thịt luôn đấy. Đây này. Đó. Ở bên này có bán cả gà nữa này. Đi qua đây thì nó có rất là nhiều các cái mùi của phân vịt, phân gà. Hơi hôi một tí mọi người ạ. Đây là có những cái quả chuối này. Và có những cái quả cà dại. Đây là mắc khén này, sắp khô rồi. Cái cây gì đấy cô? Cây bổ máu. À, bổ máu à? Bổ máu ở kia, cháu cũng thấy à. Thiếu máu. À. Bổ máu ở kia cháu thấy rồi. Bổ máu thì là bổ máu à? Ừ, bổ máu. Thế cái này là bổ gì à? À, cái đấy là, cái này là cái đấy khô. Cái này? Cái gì không phải à. Cái gì chưa giảm cái này giả hơn. Ừ, thế ạ. Bên này có cả món artiso riêng này. Đó, rất là nhiều cái loại sản vật đặc sản ở trên vùng cao nhé. Artiso đây là cái củ mài hay còn gọi là củ hoài sơn ấy, trong đông y đấy. Cái này cũng là một cái vị thuốc đấy mọi người nhé, nhưng mà ở bên đông y họ mới biết. Ngoài ra chúng ta có thể ăn giống như kiểu ăn khoai môn ấy. Nó rất là ngon. Bên này cũng trồng cái cây sâm đương quy này nhiều phết nhỉ. Đương quy bên này trồng cây rất là to. Ở đây là các cái loại vừng cũng như là tiêu. Đó. Mùa này là mình thấy là có những cái mặt hàng khác biệt so với lại lần trước rất là nhiều mọi người ạ. Đây là khu vực bán gia súc mọi người ạ. Ở đây là có một chú lợn bị buộc ngay giữa chợ như thế này các bạn ạ. Trông cũng rất là thương này. Còn ở đây là cái khu vực bán những cái chú chó ở Lai Châu này này. Đây có một chú chó lông xù này. Lông xù bên Lai Châu. Con này bao tiền anh? 500. À 500 hả? Con này rẻ nhỉ? Muốn đòi ra ngoài hả? Đây các bác người Mông này bán chó này. Nhưng mà ở đây là bán ít chó lắm mọi người. Chủ yếu là bán lợn là chính. Bên này có lợn à? Ồ, con lợn à? Đây em ơi. Dạ vâng, cho em xem tí. Đây, mỗi người một con này. Lợn cắt nách. Khu vực này thì là bán cá tươi mọi người ạ. Cá tươi bán rất là nhiều luôn. Đây là một cây cầu bắc qua một cái con suối. Con suối này vào những cái lúc trời mưa là cũng khá là kinh hoàng đấy. Đi qua cầu thì chúng ta sẽ đến cái khu vực chợ ăn uống. Chợ ăn uống này bán từ tối qua đến tận sáng nay rồi nhá. Ở trên cầu thì bây giờ mọi người vẫn bán rất là nhiều cái sản vật địa phương của mình. Như những cái loại rau rồi là những cái con vật nuôi. Rồi mình đã đến cái khu ăn uống rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một món ăn gì đấy để chúng ta ăn sáng nhé. Bây giờ mình cũng đang cảm giác là rất là đói rồi. 9 giờ sáng rồi mọi người ạ. Lấy 3 cái thì lấy 5.000. Đây có tiền lẻ à? Có tiền lẻ không?
Đây là bác này, bác ấy bán cái món kẹo kéo. Ở đây thì sẽ có hai khu vực ăn uống mọi người ạ. Đây là một cái khu nhà để bán phở, trong này rất là lớn, hàng trăm quán phở trong. Ở bên này cũng lại có một khu nữa này. Khu bên này cũng rộng tương đương với lại khu vừa nãy. Ở trong chợ thì họ bán phở, nhưng mà ở bên ngoài họ có thể bán những cái mặt hàng ăn vặt như thế này. Đây là bánh sâu này. Đó, cái món này là món bánh sâu nha mọi người nhé. Kia là những chiếc xe bán hoa quả dầm các kiểu. Bên này có chị gái này, chị bán nước cũng như là bán các cái loại đồ nướng này. Dạ vâng, chào chị. Bên kia là cũng bán chè, bán bánh các kiểu luôn. Đấy. Bên này có bán cả trà sữa các kiểu này. Nói chung là cũng ăn chơi phết mọi người ạ. Tại vì nó là cái phiên chợ ở thành phố mà. Chúng ta lại gặp lại cái bác làm bánh cuốn theo cái cách truyền thống này rồi các bạn ạ. Cách làm bánh cuốn này thì ở một số nơi như Lạng Sơn thì cũng có. Tuy nhiên là hiện tại nó đang bị mai một đi rồi. Lai Châu thì mình thấy có mỗi chỗ này có nữa. Đây, bà cho vào cái khay đấy để bà hấp lên thành cái bánh cuốn này. Đó, nước sôi sùng sục luôn. Sáng bán được nhiều chưa bác? Bán được nhiều. À. Ngày thường bác có ra đây bán không? Thứ năm với chủ nhật à? À. Bên này cũng có một cái quán bánh cuốn nóng của em bên này, nhưng mà em này lại tráng theo cách này, tráng theo cách cách hiện đại hơn một tí. Đó. Quán của bác này khá là yên tĩnh. Đã chào bác nhá. Bác bán món gì đấy ạ? Bánh tẻ, bánh cuốn. À, bánh tẻ cả bánh cuốn luôn à? Cái này à bác? Đấy, cái đấy là bánh tẻ. À, bao tiền cái đấy ạ? 5.000 à? Cho cháu một cái đi. Cái nước đấy là nước gì đấy ạ? Đây là nước giấm mình À, nước giấm à? Nước giấm tự làm hả? Tự nuôi, tự làm. À. Cái này là rau mùi. Dạ vâng. Cái này có cần cho ớt không ạ? Đấy, chú ăn ớt thì pha ớt vào. À, thế cho tí ớt vào xem nào. Cho tí ớt vào. Trong này có muối mì chính hết chưa à, bác? Chú lấy thì máy thử xem. À. Nếu mà ăn nhạt thì chắc vừa đấy. À, đấy ạ. Mà... Đây là nước mắm à? Nước mắm đấy, cho tí thôi. Thế cho tí nước mắm vào xem nào. Rồi, cho cái gì được nữa nhỉ? À, hạt tiêu à? Cho hạt tiêu vào luôn. Đấy, cho nó thơm nhỉ? Cái này ăn bằng thìa đúng không? Ăn bằng thìa đấy. Đây, ngoáy lên. Rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức nhé các bạn nhé. Mời các bạn ăn sáng của mình nhé. Ăn thế này cho nó đậm bạc tí. Căn bản là phở bên kia nó đông lắm mọi người ạ. Ăn phở thì nó cũng hơi khó để quay ấy. Ở đây còn có cả món khâu nhục này mọi người này. Khâu nhục này không biết có giống ở chỗ mình không nhỉ? Này, cái da có vẻ không được vàng mấy. Cái này khâu nhục của người dân tộc Giấy nhỉ? Cái này là bánh gì nhìn nó còn nóng hổi thế nào chị? Bánh bò. Bánh bò à? Bao tiền ạ? 2.000. 2.000 một miếng à? Ừ. Thế bán cho em một miếng đi. Ăn thử cái. Chị để đấy cho em không em ăn luôn. Ăn luôn à? Vâng. Đấy, nóng. Bánh này sáng nay mới đổ mà. À, thế ạ. Sáng nay mới hấp thì mới ăn. Cũng ngon phết nhở, nó không quá ngọt. Không thử ăn, nó bằng làm bằng gạo tẻ thôi. À, làm bằng gạo tẻ à? Ừ. Em cứ tưởng làm bằng bột mì chứ. Cái này là nguyên gạo luôn. À. Cái này là bà con người ta làm bằng gạo tẻ mọi người ạ. Này. Mà nó bông bông
nhìn như kiểu là làm bằng bằng bột mì ấy. Cái này chị có phải lên men gì không chị? Có. À đây ạ. Cái này là cứ mỗi một tuần bọn chị để cái bột xấu này phơi khô thì tuần nào cũng phải để lại để cho đây. À đây ạ. Cho nó lên men lên lấy nó mới được. À lấy cái loại này phơi khô đi ạ. Ừ, cái bột chưa thành bánh gì thành bột gạo ấy. À. Bột bánh thì nhiều. À, bánh này phải lên men là hoàn các bạn. Ngon phết đấy các bạn ạ. Vừa nãy ăn được cái bánh tẻ rồi, bây giờ chuyển sang bánh này. Đúng cái chân kẻ em mở ấy. Chân về sao cả bếp. Nói chung là cũng đi tham quan chợ rồi, ăn sáng rồi. Bây giờ no rồi các bạn, bây giờ thì mình bắt đầu đi về nhé mọi người nhé. Chợ phiên lần này đi thì có rất là nhiều cái mặt hàng độc lạ các bạn, và khác biệt so với lại lần trước mình đi rất là nhiều. Cái chợ này là một cái chợ có thể nói là gìn giữ được nguyên bản các cái giá trị văn hóa của người dân tộc ở trên vùng cao này đấy. Mọi người có thời gian thì lên Lai Châu chơi một lần nhé, lên chợ phiên San Thàng này chơi một lần nhé. Bây giờ thì có lẽ là mình xin được kết thúc video của mình tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.